Rồi có ai có câu hỏi gì chưa? Dạ, bạch thầy có hai câu hỏi ạ. Dạ, bạch thầy, câu thứ nhất là thưa thầy, con có nghe thầy giảng từ là không sân bi là không làm hại người khác. Con chiêm nghiệm thấy rất đúng. Hôm nay xin thầy từ bi khai thị thêm về hỷ và xả nghĩa là gì ạ? Con chân thành cảm ơn thầy. Thì cũng vậy thôi, tức là hỷ là không có ganh tị, không có đố kỵ với người khác là hỷ. Mình cái tính đố kỵ là cũng cũng nhiều, thường là mình không thích cái người khác là hơn mình, hoặc là người khác vui vẻ hạnh phúc hơn gì đó, giỏi giang hơn hay là gì đó, thì mình thường hay là ganh tị, hoặc là mà người ta cái từ trong Phật giáo gọi là đố kỵ. Cái tâm mà không đố kỵ tức là hỷ, tức là vui vẻ với tất cả mọi người, dù là người đó như thế nào thì mình cũng vẫn vui vẻ với họ, thì cái đó là gọi là tâm hỷ. Còn tâm xả là cái tâm không có chấp. Giả sử như có chuyện gì thì mình nói thôi rồi thôi. Chứ không có chấp. Mình thì thường hay là chấp trước để bụng đó, cho nên nó là cái người mà không chấp trước không để bụng đó, là gọi là tâm xả đó. Từ đó là không sân, chỉ cần không sân thôi chứ không cần tâm từ, chỉ cần là không hài thôi chứ không cần tâm bi, chỉ cần là không ganh tị thôi chứ không cần tâm hỷ. Bởi vì nếu mà hỷ thì cái gì cũng lúc nào cũng vui cười quá thì cũng không được. Chỉ cần là không chấp trước chứ không cần phải giữ tâm xả. Bởi vì á, cái tâm từ bi hỷ xả nó có sẵn ở trong mọi người rồi. Còn mình á, thì mình cứ nghĩ rằng là phải rèn luyện mới có tâm từ bi hỷ xả. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy rất là kỹ. Cái gì mà do mình rèn luyện, do mình tạo thành á, thì cái đó là hữu vi hữu ngã. Cho nên nó là có sinh có diệt. Còn cái từ bi hỷ xả mà nếu mình ở trong tự tánh á, thì khi khi gặp chuyện nó tự ứng ra. Thí dụ như bây giờ ai nói gì mà tâm mình cũng không sân, tức là người đó tâm từ cao á. Đó. Cho nên cái tâm từ bi hỷ xả mà của tự tánh á, thì nó rất là nó có mà cũng như không, mà khi ứng ra thì nó ứng ra là vô cùng, nhưng mà khi khi không á, thì nó trở thành không, trở về không. Cho bây giờ mình luyện tâm từ á, thì mình sẽ là làm như mình luôn luôn phải có tâm từ. Còn bây giờ cái người mà thấy được cái tâm từ, thấy được cái không sân hay là cái tâm từ từ tánh đó, thì cái người đó không thấy mình có tâm từ bi gì hỷ xả gì cả. Đó. Mà chính cái đó đó mới là cái từ bi hỷ xả mà vô vi vô ngã. Rồi qua câu khác. Dạ, câu thứ hai là thưa thầy, con có nghe thầy giảng hạnh phúc và khổ đau khi giác ngộ sẽ thấy là không có thật. Xin thầy khai thị cho chúng con được liễu ngộ ạ. À. Con xin chúc thầy luôn an lạc ạ. À. Có hai cái loại hạnh phúc và khổ đau. Một cái loại hạnh phúc khổ khổ đau là tự nhiên á, thì cái đó là có. Nhưng mà cái đa phần cái đau khổ mà Đức Phật Ngài muốn nói là mình thoát ra khỏi cái đau khổ đó đó, thì cái đau khổ đó là cái hạnh phúc và khổ đau đó là hạnh phúc khổ đau do ảo tưởng mà tạo ra thôi.
cho nên nó không có thực. Thí dụ như một người họ đạt được một cái ước muốn nào đó của họ và họ thấy là hạnh phúc, nhưng mà thực ra đó là họ không biết rằng là họ đang nắm lấy đau khổ đó. Cho nên cái hạnh phúc đó là thật ra là họ chỉ do họ nghĩ thôi, chứ còn thực chứ không phải là hạnh phúc thật. Cái hạnh phúc gọi là cái loại hạnh phúc tâm lý hay là đau khổ tâm lý, cho nên không phải là đau khổ thật. Còn cái khổ, cái lạc mà khổ thọ lạc thọ thực á, thì cái đó có. Nhưng mà cái đau khổ mà cái khổ đế đó, cái khổ đế đó là khổ khổ hành khổ hoài khổ đó, thì nó không có. Bởi vì cái đó là do mình tưởng tượng mà ra thôi. Giả sử như bây giờ thế này. Có một người á, có một người họ họ tới họ chửi mình, nhưng mà mình tưởng là nó chửi ai á, thì cũng nghe chừng đó cái lời mà mình không thấy đau khổ gì cả đó. Nhưng mà mình bắt đầu khi mình biết rằng họ đang chửi mình cái là mình đau khổ liền. Như vậy rõ ràng á, không phải là cái lời chửi đó là làm cho mình đau khổ đó. Còn bây giờ á, nếu mình nói là cái mình đo đồ decibel chẳng hạn, thì rõ ràng á là cái người chửi á, nó chưa bằng là đài nhạc hội. Bởi vì mình vô trong một cái phòng đài nhạc hội, nó đánh trống đánh, nó làm rầm rầm, nó hát là nó hét không à. Bây giờ nó hát nó không phải là du dương trầm bổng mà hét thôi. Giờ mà nghe rất là hứng thú. Đó. Trong khi cái người chửi á, thì có khi nếu mình nghe, mình chỉ nghe âm thanh thôi á, đôi lúc người chửi là rất là du dương. mà là cái độ decibel này nó rất là thấp, chứ đâu có cao như cái đài nhạc hội đâu. Vậy mà người ta vỗ tay, đài nhạc hội vỗ tay âm đó. Vậy thì hạnh phúc và đau khổ thực sự là cái gì? Đó là không làm chủ được cảm xúc. Thực ra hạnh phúc và đau khổ theo cái tâm lý đó là không làm chủ được cảm xúc thôi đó. Hay là không làm chủ được ảo tưởng của mình đó, nó tạo ra ảo tưởng thôi. Thầy có kể câu chuyện đó, câu chuyện đó là cô bé đi học về, mẹ nói là hồi nãy mẹ đi chợ còn thiếu mấy trái chanh, con ra ngoài chợ con mua giùm cho mẹ mấy trái chanh đi con. Cái nó vùng vằng, nó nói trời ơi con đi học về mệt quá trời rồi, bây giờ con đi mua chanh nữa. Cái nó nghe điện thoại, cái có thằng bồ kêu em ra ngoài công viên gặp lập tức gặp anh. Đi liền rất là hạnh phúc, không thấy con mệt mỏi gì cả. Vậy thì hạnh phúc và đau khổ là cái gì? Lại ra đi mua chanh là hạnh phúc hơn nhé. Bởi vì mua chanh về là đem về cho mẹ là nấu canh nó ngon hơn, lại ra như vậy là hạnh phúc hơn nhé. Còn đi ra ngoài kia chưa chắc là mắng nhau một trận rồi tư giả đó. Rồi mà hạnh phúc là nó không phải là ảo tưởng sao? Rồi. Dạ, bạch thầy, chú Chánh Giác xin hỏi tiếp là thưa thầy, gần đây con đọc kinh Tứ Niệm Xứ tiếng Pali, con thấy hai từ rất mạnh mẽ là Sambacchano và Yathaputa. Con hiểu trên ý nghĩa của từ vựng nhưng chưa hiểu hoàn toàn về và sâu sắc. Xin thầy từ bi khai thị cho con ạ. Con chân thành cảm ơn thầy. Chano hay là Sambacchana đó là tỉnh giác. Tỉnh giác á, thì thực ra là một cái tâm rộng lành trong sáng là cái tâm tỉnh giác nhất. Hay là sáng suốt định tĩnh trong lành đó là cái tâm tỉnh giác nhất.
Đó. Hay là trở về trọn vẹn tỉnh thức, đó là cái tỉnh giác cao nhất. Có người là cố quá tỉnh giác để nó là sai, chỉ tạo ra căng thẳng, còn cứ để cái tâm rộng lặng trong sáng bình thường thì nó lại là tỉnh giác cao nhất. Đó. Còn cái thứ hai là cái gì quên rồi, mới nói cái gì? Dạ tha phu ta là như thị. Thì hai cái này đó, con để ý hai cái câu, hai cái từ này là đúng đó. Bởi vì cái tâm mà rộng lặng trong sáng á, thì cái đó mới thấy được cái như thị. Thì cái như thị đó gọi là dạ tha phu ta nha na dasana, tức là tri kiến như thực như thị, tức là thấy được thực tánh của pháp á. Thì khi tâm rộng lặng trong sáng á, thì mới là phản ánh trung thực các pháp. Thầy có cái ví dụ á, thường thường á, là mình cái tỉnh giác của mình á, đôi lúc là tỉnh giác, nhưng mà tỉnh giác là chọn đối tượng để biết, cái đó là sai đó. Cái đó trong trong tứ nhiệm xứ mà mình hiểu như vậy là sai, tức là tỉnh giác mà là chọn đối tượng để biết là sai rồi. Cho nên thầy có một cái ví dụ dễ hiểu nhất, đó là giả sử như trên bức tường này là một cái tấm kính phẳng lớn, thì cái tâm rộng lặng trong sáng hay là cái tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác á, nó giống như cái tấm gương lớn đó. Bây giờ dưới này đó, nó không có chọn đối tượng, nó không chọn đối tượng nào cả, mà nó phản ánh toàn bộ đối tượng. Cho nên thường có nhiều hay hỏi thầy đó, mới vừa rồi thầy mới trả lời một câu đó. Ví dụ như bây giờ con đang đi thì là con niệm thân. Bây giờ con tự nhiên đang đi nó có cái suy nghĩ, thì bây giờ con niệm thân hay là con niệm tâm? Cái đó là chọn đối tượng để biết, cái đó chưa phải là chánh niệm tỉnh giác, chưa phải là thấy như thị. Cái mục đích là thấy như thị chứ không phải là để biết. Thấy như thị đó, cho nên Phật tử này mà để ý đến hai cái từ này là có trình độ đó. Bây giờ cái tấm gương này đó, nó thấy người này mặc như thế này, người kia mặc thế kia, người này cao, người này thấp, cái gì là nó chỉ phản ánh trung thực thôi. Đó. Chứ không phải là nó biết gì cả, chứ không phải là mình cố biết là mới... Rồi có nhiều người là học vi diệu pháp rồi bây giờ xem trong cái đi dỡ chân lên là đất nước lửa gió như thế nào, mà đạp chân xuống là đất nước lửa gió như thế nào. Nó không phải cần phải làm chuyện đó, nó chỉ thấy như thì thôi. Trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết thôi, chứ không phải ngồi mà phân tích lý trí. Cho nên cái biết mà khi mình chăm chú vào một đối tượng để cố biết là nó trật rồi. Mà nó là một cái tấm gương sáng. À. Còn cái bây giờ thầy phân biệt cái từ tánh biết với là tướng biết khác nhau chỗ nào. Bây giờ cái tấm gương này nè, nó phản ánh đủ thứ hết á. Người này đang cúi xuống, người này đang ngẩng lên, nó cũng thấy. Nó thấy hết. Nó thấy mà thấy như thế thôi. À. Cho nó không có xen vào cái chuyện gì cả, tức là bệ hệ hệ cúi đầu xuống thì nó thấy cúi đầu, bên này ngẩng đầu lên thì nó thấy ngẩng đầu, cho nó không có không nói tại sao mà ngẩng đầu vậy, tại sao mà cúi đầu vậy, nó không có nói vậy. Đó. Rồi tìm hiểu xem mà cái cúi đầu là như thế nào, nó không cần chuyện đó. Nhưng mà khi bây giờ nó để ý một cái người, cái nó ủa người này tại sao lại mặc áo như thế này à? Thì lúc đó không còn tánh biết nữa, mà là trở thành tướng biết của bản ngã. Đó. Lúc đó tấm gương nó không phải là tánh biết phản ánh trung thực nữa, mà đó là tướng biết của bản ngã. Và bản ngã đang dùng cái tướng biết đó để mà biết theo cái biết của cái bản ngã mình.
cho nên mới gọi là hữu vi hữu ngã. Cái biết đó là biết hữu vi hữu ngã, biết đó hoàn toàn không phải là chánh niệm tỉnh giác. Đó, cho nên không phải là ai cũng biết được hiểu chánh niệm tỉnh giác một cách đúng đắn đâu. Đa phần là chánh niệm tỉnh giác trên tướng biết, theo kiểu tướng biết, chọn lựa đối tượng, rồi khởi tâm nắm bắt đối tượng. Cái đó là hoàn toàn không phải là chánh niệm tỉnh giác. À, trong kinh, cho nên cái từ như thị, rồi từ cái chỗ như thị đó, cho nên đang nói là không tham ưu, không bám víu hay là chấp trước bất kỳ điều gì trên đời. Tức là chị thấy thôi, không thấy chị thấy thôi, tham thì thấy tham, sân thì thấy sân. À, mà không phải là tham thấy tham, tức là mình nói ủ đây tham, đây sân là cũng rật. Mà tham nó sinh, nó diệt như thế nào, nó diễn biến như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Cũng giống như mình nhìn con bướm nó đang bay thì nó bay làm sao mình thấy vậy thôi. Đó. Cho nên nó có một câu chuyện rất lâu mà thầy thường hay kể đi kể lại trong trong cái pháp thoại của thầy ấy. Là thầy kể là có một cái Phật tử đã đến gặp thầy. Mình nói là con cái tâm con sao nó cứ lăng xăng hoài. Con làm cách gì nó cũng không hết lăng xăng. À. Thì lúc đó đó là ở đó ngồi ngoài cái bàn ngoài sau này này, thì nhìn ra xuống phía dưới đó, là chuồng chuồng nó bay rất là nhiều. Thì thầy mới hỏi người Phật tử đó là con có thấy chuồng chuồng bay không? Nói là có. Con có phiền não gì không? Nói là không. Ủa thì tại sao mà chuồng chuồng nó cũng bay lăng xăng lung tung hết trơn vậy mà con không phiền não? Là bởi vì sao? Bởi vì á, khi mà cái người đó thấy cái phiền, thấy cái lăng xăng trong cái tâm mình á, thì còn thấy ta lăng xăng và ta cố tu để hết lăng xăng, thì cái ta là cái ta nó vẫn không thay đổi. Có thể lăng xăng hay là hết lăng xăng, nhưng mà cái ta thì không thay đổi. Thậm chí cái ta bây giờ hết lăng xăng rồi còn to hơn cái ta lúc lăng xăng nữa là khác. Còn bây giờ nếu mà thấy lăng xăng mà giống như là mình thấy chuồng chuồng bay, mà mình không có bắt chuồng chuồng phải sắp hàng cho nó đúng mới bay, không bắt phải đầu lại chứ đừng có bay lung tung, thì lúc đó mình đâu có khổ. Thì bây giờ một cái tâm khởi lên à, thì bây giờ mình thấy rõ cái tâm nó đang khởi lên như thế nào vậy thôi. Mà thấy là thấy như tấm gương mà nó thấy thôi, chứ không có phê phán, không có nói là cái tâm này là phải diệt nó đi, cái tâm này là phải giữ nó lại. Cho nên mình nói là không tham ưu, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời đó. Thì khi đó mới có thể là thấy được dạ tha phu tha à, thì khi mà thấy được, chị trông thấy, chị thấy trong nghe, chị nghe đó, thì lúc đó mọi đối tượng đều trở thành là dạ tha phu tà, tức là như thị. Cho nên ấy, cái chánh niệm tỉnh giác đó là đừng có cố mà tu. Cố tu chánh niệm tỉnh giác là sai, mà chỉ là thấy mọi sự như thị thôi. Còn cố tu là trong đó là ta muốn thế này, ta muốn thế kia, là nên thầy mới nói là có hai cái thấy. Một là thấy pháp như nó là, hai là tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là. Thì cái đó là hành trình của bạn ngã, hành trình của ngũ uất, hành trình của như tập nhị nhân duyên sinh. Còn nếu như thấy pháp như nó đang là thì không có ngũ uất sinh, không có thập nhị nhân duyên sinh. À, thì ngay đó là vô sinh. Rồi. Dạ, bạch thầy, giác pháp xin đảnh lễ thầy, kính chúc thầy vô lượng sức khỏe. Con xin hỏi là quay về bản tánh vốn như là, thế có phải là giác ngộ giải thoát chưa, thưa thầy? Đúng. Quay về, nhưng mà quay về thực sự, tức là bây giờ
buông hết, mình không có như Đức Phật Ngài dạy đó, tức là quay về theo cái kiểu là xả ly ly tham đoạn diệt, thì quay về đó chính là cái tâm an tịnh. Mà hệ cái tâm an tịnh á, thì bởi vì hệ có nó, cái tâm mình có hai cái đức là đức tịnh và đức sáng, gọi là tịnh đức và tuệ đức. Thì á, cho nên cái này là gọi là Đức Phật được tôn xưng là lượng túc tôn, tức là hai cái đầy đủ, hay là cái bản tâm của mình nó vốn là lượng túc tôn, là có hai cái tính chất đầy đủ, đó là thanh tịnh và trong sáng. Đó, thì khi thanh tịnh trong sáng ấy, trong thiền tông ấy, người ta gọi là tịch chiếu, tức là nếu tâm mình mà nó vắng lặng hoàn toàn ấy, thì nó tự động chiếu. Cho nên nói là tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu, tức là khi tâm địa mình mà rộng lặng thì nó sẽ trong sáng. Đó, thành hai cái yếu tố mà thanh tịnh và trong sáng á. Thí dụ như bên tịnh độ đó, người ta niệm Phật A Di Đà thì cũng mục đích đó là thanh tịnh là tịnh độ và A Di Đà là trong sáng. Thành nó thực ra đó, cái tâm mỗi người đó là tịnh độ và cái tánh biết của mỗi người đó là A Di Đà. Cho nên người ta mới nói là từ tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, là vậy. Thì á, khi mà tâm mình rộng lặng trong sáng á, thì nó có đầy đủ những cái yếu tố thanh tịnh trong sáng đó. Cho nên khi mà mình buông ra, bây giờ mình chỉ cần ngồi thư giãn buông xả thôi, tức là buông ra tất cả mọi ý đồ trở thành gì, là rèn luyện gì, đạt được gì, buông hết. Nếu mình buông hết đó, như vậy đó, tức là mình đang trở về với sự an tịnh. An tịnh là tức là cái sự thanh tịnh của cái tâm đó. Và khi mà tâm an tịnh á, thì nó liền chiếu sáng. À, còn khi mà nó bị lay động á, nó bị chạy ra ngoài đó, thì lúc đó nó không phải là nó lúc đó nó hết thanh tịnh trong sáng, mà là mình không thấy được thanh tịnh trong sáng đó, mình chỉ thấy cái bên ngoài đó thôi. Tại mình nhìn bên ngoài cho nên mình cứ chạy theo cái bên ngoài đó, rồi mình thích, mình ghét, mình tham ưu, rồi chấp trước gì đó. Đó là do cái hướng bên ngoài đó. Còn nếu bây giờ mình buông hết, thì buông hết đó chính là xả ly ly tham đoạn diệt. Và khi xả ly ly tham đoạn diệt, kể cả xả ly ly tham đoạn diệt muốn thành Phật, xả ly ly tham đoạn diệt muốn lên cõi thiên đàng gì đó, hay là muốn đắc quả gì đó, xả ly hết trơn đó. Mà khi xả ly hết trơn đó thì an tịnh chánh trí niết giác ngộ niết bàn. Cho nên tức cười là người ta cố mà chạy cho nhanh để mà tới đạt niết bàn. Cái đó là sai lầm. Mà niết bàn là khi trở về với cái tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Mà cái bản tâm của mỗi người là thanh tịnh trong sáng. Mà do không thấy được cái bản tâm thanh tịnh trong sáng đó, cho nên gọi là vô minh. Mà vô minh cho nên mới đi tìm một cái thanh tịnh trong sáng theo ý mình, đó là ái dục đó. Và vô minh ái dục cho nên tạo ra luân hồi sinh tử đó. Rất là rõ. Bà thầy, câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, của David Đoan. Xin hỏi là, thưa thầy, có phải khi tâm ổn định mình sẽ biết cách điều chỉnh cho âm dương điều hòa không ạ? Xin thầy giải thích con sự liên hệ giữa đông y và sống thiền ạ. Thật ra khi mà tâm ổn định á, thì thân nó sẽ từ ổn định. Bởi vì như thầy nói về cái bốn cái yếu tố ở trong con người mình á, và trong dịch lý người ta nói đến cái bốn cái yếu tố đó là thần, ý, khí và hình.
Nếu mà bây giờ mình lấy ý, mình lấy từ ai, từ ý. Nếu ý mà nó loạn á thì khí nó sẽ loạn. Mà khí nó loạn á thì hình 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 tức là cơ thể mình á, khi mình rất là rõ. Ví dụ bây giờ tâm mình lo sợ lăng xăng gì đó đó thì khí nó bị tán. Yeah. Khí nó bị tán đi. Thì khí tán á thì lúc đó nó là cái cơ thể của mình á, giả sử như là tim đập mạnh hay là huyết áp nó tăng hay cái gì đó chẳng hạn. Tức là nó liên hệ đến cái cơ thể của mình liền. Thì thường thường khi mà xuất hiện ra bên ngoài á, là nó ý, khí và hình là thuộc về bên ngoài. Còn thần á là cái tâm mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng ở bên trong. Thì nói trong ngoài là nói theo cái hình thức và nội dung thôi, chứ không phải trong ngoài là bên trong hay bên ngoài. Thì khi mà có một ý, có cái ý khởi lên cái á, là khí nó theo cái ý đó liền và nó tạo thành hình. Thí dụ bây giờ mình có cái ý muốn đi. Cái ý muốn đi cái là chân đệ xuống rồi bước đi đó. Thì á, khi mà muốn đi cái thì nó tạo ra một cái năng lượng, năng lực. Cái năng lực đó nó thúc đẩy cái đi, bước đi đó. Hay là tâm sân tức là một ý đang khởi lên đó. Tâm sân cái gì là liền là khí nó dao động, và khi khí dao động nó tạo ra là trong cơ thể của mình thay đổi liền, thay đổi nhiệt độ, thay đổi cái độ rung động cái gì đó, như rất nhiều thứ nó thay đổi trong đó. Và cái mà thay đổi mà đầu tiên đó là cái thần kinh thực vật, tức là cái hệ thần kinh mà nó điều khiển toàn bộ cái hoạt động của cơ thể của mình. Dù cho mình ngủ thì nó vẫn là hoạt động đó. Còn cái thần kinh mà bây giờ mình suy nghĩ hay là mình tính toán hay mình quyết định đó, thì cái đó là cái thần kinh đó là cái thần kinh đó là thuộc về là cái thần kinh mà mình chủ động. Còn cái thần kinh kia là thần kinh thực vật. Thì như vậy là mình thấy là cái ý, khí và thần và hình là nó có liên hệ với nhau. Khi mà nó phát cái tâm mà nó khởi lên phát ra cái gì đó. Còn khi mà tâm của mình hoàn toàn rộng lặng trong sáng á, thì nó sẽ chỉ phản ánh trung thực mọi thứ thôi, cho nó không có, nó không khởi lên cái ý hay là khí hay là hình gì cả. Cho nên người ta mới nói thế này, khoa học á, người ta nghiên cứu á, thì người ta thấy là trong cái cơ thể của mình á, là mặt tâm lý đó là nó ảnh hưởng đến cái bệnh tật á, là tới 70%. Hay là tối thiểu cũng là 50%. Rồi đến ăn uống. Rồi thứ đến mới là cái môi trường. Hay là cái cách hoạt động gì đó. Thành ra ăn uống là cũng một cái yếu tố thứ nhì sau cái yếu tố tâm lý. Yếu tố tâm lý là nó cao hơn, ảnh hưởng đến cái cơ thể của mình nhiều hơn. Thành ra một người mà nếu tâm họ an tịnh á thì cơ thể họ sẽ tự động điều chỉnh bệnh tật, nó tự hết. Do đó mà cái giữ cái tâm là chính. Cái tâm mà trở về bên trong á gọi là thần. Mà khi tâm ứng ra đó
thì nó sinh khí sinh hình. Nhớ như vậy để mình quan sát lại để mình thấy rõ là khi nào thì khí và hình ở trên mình nó bị ảnh hưởng đến cái tâm của mình như thế nào, và cái tâm ảnh hưởng ngược lại trên khí hình như thế nào. Đó. Rồi. Dạ, bạch thầy Lê Xuân Anh xin hỏi là, thưa thầy, con mong được nghe về vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly ạ. Đức Phật Ngài định nghĩa là thế nào là chánh biến tri, tức là thế nào là thấy rõ được một pháp. Chánh biến tri có nghĩa là thấy rõ được một pháp. Thì thấy rõ một pháp là như thế này. Mình khi mình tiếp xúc với một cái pháp hoặc là một cái tâm khởi lên cũng đó là một pháp. Đó. Thì lúc đầu là mình sẽ rất là thích. Lúc đầu mình sẽ rất thích, cho nên mình chỉ thấy vị ngọt. Đó. Bây giờ thầy lấy ví dụ như tâm sân đi. Ngay cả tâm sân mà cũng có vị ngọt. Đó. Ví dụ như bây giờ mà chửi mắng ai được là thích lắm. Đó. Nhức mắng ai người ta đó, thích lắm. Đúng, thầy nhớ không lầm là trong kinh có kể một câu chuyện là nói là có một vị chư thiên rất là lạ. Cái vị chư thiên này khi nổi sân lên nó rất đẹp. Tại vì sao đó? Tại vì nó thích thú trong cái sân đó. Cho nên khi mà nổi sân lên cái là nó mặc rất đẹp. Thì á, bọn mà đang nói cái gì vậy? cái đầu tiên là thấy vị ngọt đó. Mà mình để ý cho coi bất kỳ cái gì đó đầu tiên cũng thấy vị ngọt hết trơn. Thí dụ như mình đói bụng cái mình ăn phở, thí dụ vậy là mới đầu vô ăn phở là thấy vị ngọt đó. Nhưng mà không, chưa thấy ra được sự nguy hại. Mình phải trải nghiệm, chiêm nghiệm thật kỹ rồi mình bắt đầu mới thấy cái mặt nguy hại của nó. Mà bất kỳ một cái gì đó, bây giờ quý vị nhớ là như vậy đó, bất kỳ một cái mặt nào mà có vị ngọt á thì cái đều có sự nguy hại hết. Bất kỳ là cái gì để có vị ngọt là có sự nguy hại. Mà khi mà hay là tình tướng, người ta gọi là tình tướng hay bất tình tướng. Cái việc nếu mà mình thấy tình tướng thì mình sẽ sinh tham. Mình thấy vị ngọt thì mình sẽ sinh tham. Đó. Và khi bắt đầu mình thấy sự nguy hại. Thấy nguy hại đó thì nguy hại thì lúc đầu là sân. Nhưng mà sau dần dần mới thấy là chính cái sự nguy hại đó nó là giúp mình thoát ra. Đó. Cho nếu mà cứ thấy vị ngọt không thôi đó, là không thể nào thoát ra được. Mà khi nào mà bắt đầu thấy ra được cái sự nguy hại á, cái mặt nguy hại của nó, thì lúc đó mình mới là thoát ly ra. Thí dụ như bây giờ những người mà ham mê kiến thức, ôm đồm kiến thức cho thật nhiều là thấy vị ngọt đó, nhưng mà chưa thấy nguy hại đâu. Tại vì sao? Bây giờ những cái kiến thức đó, chính những kiến thức đó nó che mờ cái sự thật, khiến họ không thể nào thấy được sự thật. Bị kiến thức nhiều quá đấy. Cho nên nó bây giờ không thể nào mà thấy sự thật một cách trực tiếp được. Thấy cái gì cũng hàng hàng lớp lớp chữ nghĩa xen vô đó. Cho nên không thể nào mà thấy trực tiếp cái sự thật như nó là được đó. Thì những cái người mà đang cái giai đoạn mà tích lũy kiến thức á, hay là ôm đồm kiến thức á, hay là hãnh diện về kiến thức của mình á, là những người đó chỉ mới thấy vị ngọt chứ chưa thấy sự nguy hại của kiến thức đó. Trong khi Đức Phật Ngài nói là quả thật điều nguy hại
người ngu sinh sở tri, hủy phần sáng của mình từ chạy đầu chính nó. Hủy phần sáng là đúng rồi, đáng lẽ mình nhìn ra thấy liền, nhưng bây giờ nó có hàng hàng lớp lớp chữ nghĩa vô, hàng hàng lớp lớp kiến thức vô, mà khi hàng hàng lớp lớp không biết cái này hay cái kia, không biết cái kia hay cái nọ, thành ra nó không thể nào mà trực tiếp. Cho nên Đức Phật ngài nói là khi cái người mà trí nhiều, lý trí nhiều hay kiến thức nhiều đó, thì người đó là sinh nghi, nghi nhiều. Nghi ở đây là nghi hoặc, không biết đó, do dự phân vân. Cho nên phải phải thấy ra được cái mặt nguy hại, và phải phải tới tới tận cùng kia, chứ còn mà chưa tận cùng, chưa thấy nguy hại mới phân nửa hay là mới 50%, 70% thì cũng chưa đâu. Khi nào mà thấy nguy hại đến 100% thì cái đó mới xuất ly. Cho nên cái tiến trình đó, cái tiến trình mà thấy một pháp sinh, ví dụ như tâm sân sinh chẳng hạn, rồi thấy vị ngọt, rồi thấy nguy hại, rồi tâm sân diệt. Thí dụ như trong kinh thì nói là thấy sự sinh diệt, thấy vị ngọt và sự nguy hại, nhưng mà thực ra trên trải nghiệm thực tế thì mình thấy là một tâm sinh, rồi vị ngọt, rồi thấy sự nguy hại, thì khi đó mới là diệt. Diệt thật sự, lúc đó là diệt thật sự, chứ còn mới sinh diệt nhiều khi mình hoặc là thấy sinh nhưng mà không thấy diệt, hoặc là thấy diệt mà không thấy sinh. Nhưng mà thấy mà diệt thật sự là khi mà mình thấy được cả hai cái mặt vị ngọt và sự nguy hại. Và khi mình đã thấy được hai mặt đó một cách rõ ràng rồi á, thì mới là xuất ly. Xuất ly tức là mình không còn bám víu, không còn dính mắc ở trong đó nữa. Dạ, thầy Khánh Xuân xin hỏi là, thưa thầy cho con hỏi, giác ngộ có phải là khi mình sống với bản ngã thì mình biết mình sống với bản ngã, khi mình sống với tánh biết thì mình biết là đang sống với tánh biết không ạ? Thì khi mình thấy được sự thật á, thật ra giác ngộ là thấy ra sự thật. Thấy sự thật tức là yatha phuta jnana dasana, tức là thấy như thị. Thì khi mà mình thấy được sự thật á, thì lúc đó mình là gọi là giác ngộ. Và giải thoát á, là thoát ra khỏi cái ảo tượng của mình về cái sự thật đó. Hồi xưa mình thấy cái sự thật đó là mình thấy toàn qua ảo tượng không thôi, cho mình chưa thấy nó là thật. Còn bây giờ mình thấy được thật á, thì mình thoát ra khỏi cái ảo tượng. Và chính cái ảo tượng đó nó mới tạo ra cái phiền não khổ đau luân hồi sinh tử gì đó, là nó từ cái chỗ mà cái chỗ đó, chứ không phải là. Cho nên nó là phải thấy thật, thấy như thị. Còn khi mà mình đã xen vào cái mà gọi là tư kiến tư dục hay là tà kiến tham ái. Bên lão tử thì gọi đó là tư kiến tư dục, còn bên Phật giáo mình thì gọi là tà kiến tham ái. Khi mình xen cái tà kiến tham ái vô rồi thì mình sẽ không thấy được cái thật. Còn khi mình thấy được cái thật á, thì lúc đó mình mới thoát ra khỏi được cái ảo tượng đưa đến phiền não khổ đau. Dạ, bạch thầy, dạ kính thưa thầy, xin thầy giảng thêm về tam pháp ấn ạ. Tam pháp ấn là vô thường, khổ, vô ngã đó. Nhưng mà ai cũng có thể định nghĩa được vô thường, khổ, vô ngã cả.
Nhưng mà cái thấy vô thường, khổ vô ngã nó lại khác. Nó khác với những định nghĩa. Thí dụ như người ta định nghĩa nó là thấy vô thường á, là thấy ví dụ như thấy một ngọn lá rơi, hay là thấy cái hoa hôm bữa sáng nở và tối tàn, trăng tròn lại khuyết chẳng hạn như vậy, thì người ta thấy như vậy là vô thường. Dòng sông thì luôn trôi chảy không có dừng nghỉ, cho nên là vô thường. Nhưng mà cái đó là mới ngoài da, chưa phải là thấy vô thường. Thì ai thấy cái đó ai cũng thấy. Các nhà khoa học người ta còn thấy rõ hơn nữa. Nhưng mà thấy vô thường là thế này: dù biến đổi cách nào, tâm mình vẫn không động. Đó là thấy vô thường. Còn thấy khổ là khi ví dụ như mình thấy khổ, khổ là khổ đó là khổ tự nhiên, hay là khổ đó là khổ quả, hay là khổ đó là khổ tâm lý, thì mình đều thấy rõ. Đó là thấy khổ. Nhưng mà vì khi mình thấy rõ như vậy đó, cho nên có những cái khổ thì mình diệt. Ví dụ như cái khổ mà tâm lý, như hồi nãy nói đó, là hạnh phúc và đau khổ tâm lý đó, thì cái đó mình mới là, khi mình không còn ảo tưởng nữa thì nó không còn cái khổ mà tâm lý đó. Nhưng mà cái khổ quả thì vẫn có. Khi cái quả đến thì cũng phải khổ thôi. Và cái khổ tự nhiên là cũng có. Đó. Thì cho nên á, lúc mà cái khổ tự nhiên và cái khổ quả đó, thì người ta chấp nhận nó một cách bình thản. Bởi vì người ta biết rằng là, thậm chí là người ta còn cảm ơn cái khổ đó nữa, bởi vì nhờ cái khổ đó mà người ta mới là biết cách để tránh né, hay là biết cách để là ứng xử như thế nào cho nó hợp pháp. Thì cái đó là cái khổ mà khổ thầy có nói đó, thì khổ nó có ba cái khổ đó: khổ tự nhiên, khổ quả, với lại là cái khổ tâm lý. Và đa phần cái khổ của mọi người là khổ tâm lý nhiều hơn. Thì đó là cái khổ. Nhưng mà bây giờ thứ nhất là thấy rõ cái khổ, và thứ hai là trước những cái khổ đó, nhất là cái khổ khổ tự nhiên và cái khổ quả đó, thì tâm vẫn không động đó. Tức là tâm vẫn đủ đầy đủ chánh niệm tỉnh giác. À, hay là tâm vẫn là rộng lặng trong sáng, vẫn sáng suốt định tịnh trong lành chẳng hạn. Đó. Và cái vô ngã cũng vậy. Vô ngã không phải bây giờ mình cứ ngồi nói định nghĩa vô ngã nó rất là hay, nhưng mà thực tế là ngã rất là lớn. Thì cái này là vô ngã là khi nào mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, không xen cái tư tưởng, cái quan niệm, cái kiến thức của mình vào. Đó. Thường thường là mình xem cái ảo tưởng vào đó, cho nên cái ngã đó là chỉ là cái ảo tưởng. Khi nào mình phát hiện ra sự thật, phát hiện ra cái ảo tưởng, thì lúc đó mới phát hiện ra được cái ngã. Mà thực ra đó, khi mà nếu mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà đúng á, thì là ngay là đó, trong đó là vô ngã. Cho nên nếu mà đúng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ấy, thì bắt đầu thấy chỉ có danh sắc thôi đó, tuệ thấy danh sắc đó. Thì chỉ thấy pháp vận hành như nó là, chứ không có cái ta ảo tưởng ở trong đó. Khi nào mà mình trong đời sống mà mình trải nghiệm, chiêm nghiệm, mà mình chỉ thấy pháp đang diễn ra thôi, không có cái ta trong đó, không có cái ảo tưởng cái ta trong đó. Nhưng mà nói như vậy á, nói như vậy vẫn còn lý luận. Bây giờ khi nào mà giả sử như mình bị vu oan, hay là bị chửi mắng, hay là bị thất bại, hay là gì đó, mà tâm mình vẫn là rộng lặng trong sáng, đó là vô ngã.
Còn trước cái được mất hơn thua thành bại vui khổ là thăng trầm vinh nhục mà mình vẫn đồng á thì tức là có ngã. Còn khi cái người mà thực sự thấy pháp á thì đó chỉ là pháp vận hành. Mà cái pháp vận hành này á là thực ra là nó đang giúp mình giác ngộ. Mà chỉ khi nào mà vô ngã thì mới giác ngộ được. Nhưng bây giờ mình để ý đa phần là người ta tu là lấy bản ngã để tu. Đó là một cái mà mình cần phải phải đề cao cảnh giác. Chân thôi là đa phần là đang tu là bản ngã đang tu. Và mình nói là tu theo Phật tức là để giác ngộ thì mình lại đáng là muốn tiểu ngã trở thành đại ngã, tức là một cái bản ngã hoàn hảo hơn. Tu để trở một bản ngã trở thành Phật, bản ngã được nhập niết bàn. chứ không phải là để thấy pháp như thật, tức là yatha phuta ñāna dassana. Bạch thầy, Nguyễn Thế Anh xin hỏi là thưa thầy, mình có cần phải học giỏi Phật pháp không ạ? Muốn học giỏi Phật pháp thì học ở nơi chính mình. Học để ở nơi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh. Học ở nơi chỗ những cái cảm giác, cảm thọ đang diễn ra thế nào. Học được cái tâm đang phản ứng như thế nào, thái độ hay là cái trạng thái tâm như thế nào. Đó. Học ở nơi chỗ sự tương giao hay là mối quan hệ giữa căn và trần, đưa đến những cái che lấp trói buộc nào hay là không bị che lấp trói buộc đều thấy rõ. Đó chính là đang học pháp, chứ không phải học hết. Bởi thầy hay nói là bây giờ một vị sư cái thời này đó là giỏi hơn 10.000 lần các vị A-la-hán thời Đức Phật. Tại vì sao vậy? Vì hồi đó, vì mấy vị kiểu Trần Như chỉ có tu khổ hạnh không thôi. Rồi Ngài nói là các vị giác ngộ xong rồi Ngài nói rồi đi mỗi người mỗi nơi. Không còn nghe Phật nói thêm cái lời nào nữa hết á. Bây giờ giác ngộ rồi nói thêm nghe thêm chi? Hoặc là ông Angulimala giết người như vậy mà Đức Phật Ngài nói là chỉ nói một câu là ông giác ngộ rồi, ông thèm nghe thêm cái gì nữa cả. Bởi vì nghe thêm để làm gì, mà nghe chuyện của người khác đâu phải của chuyện của mình. Bởi vì Đức Phật sẽ nói với người khác chứ đâu phải nói với Angulimala nữa. Bây giờ Angulimala chỉ còn một việc là trở về thấy ra chính mình thôi. Kiều Trần Như chỉ có trở về thấy lại chính mình thôi. Ai cũng phải trở về thấy lại chính mình thôi khi giác ngộ. Cho lúc đó không phải thể học thêm ai cả. Còn bây giờ mình học cả kinh Angulimala, mình học cả kinh năm vị Kiều Trần Như, học cả kinh Yassa, cả kinh Sariputta, cả hết tất cả những bài kinh mà Đức Phật giảng cho ai mình cũng học hết trơn rồi. Thậm chí thuộc lòng luôn á. Nhưng mà để làm gì mới được? Nếu như mình sắm một cái kho để mình chứa hết tất cả mọi kiến thức trên đời thì cũng nên làm cái kho để chứa chới, triệt làm chới. Nhưng giác ngộ thì chỉ cần một chữ, một câu thôi. Đó. Cho nên thầy mới nói rằng là dù đọc kinh luận của chư Phật ba đời tức là quá khứ, hiện tại, vị lai không bằng đọc chính mình tại đây và bây giờ. Bây giờ ai phản bác thì cứ phản bác đi. Chắc câu thầy là nói vậy rồi đó, chứ không thầy nói vậy đó, bởi vì thầy thấy là như vậy rồi, và nhiều người cũng đã thấy như vậy rồi. Sau khi học hết tất cả mọi thứ rồi cuối cùng rồi cũng chỉ trở về thấy lại chính mình đang là như thế nào thôi. Bây giờ học hết
đủ thứ hết đó. Cho nên cái câu chuyện mà trong rừng Goshinga đó là rất hay. Đêm rằm trăng sáng thì ngài A Nan mới đi đi thăm, bởi vì đêm trăng sáng cho nên trong rừng nó đường xá nó sáng, thì ngài A Nan mới đi thăm các vị đại đệ tử. Và ngài có khởi lên một cái câu hỏi, nói là cái trăng hôm nay là sáng tối sáng cái rừng Goshinga như vậy đó, thì trong cái tăng đoàn á, đại khái là trong tăng chúng á, thì cái vị nào là cái vị mà xứng đáng là chói sáng cái tăng chúng. Thì ngài Xá Lợi Phất thì nói là vị nào mà trí tuệ đó, thì trí tuệ nhiều. Ngài Ca Diếp thì nói là người vị nào mà thọ được hết tất cả các pháp đầu đà một cách thanh tịnh chẳng hạn. Vì thì nói ai có thần thông quảng đại, đại khái mỗi người đều nói khác nhau hết. Thì ngài A Nan nói, ủa sao mỗi người nói khác nhau vậy, rồi ai chói sáng? Thôi bây giờ chúng ta đến gặp Đức Phật để hỏi thử ai chói sáng. Thì khi trình bày thì Đức Phật ngài nói là các ngươi ai nói cũng đúng hết đó, tức là ai chói sáng hết đó. Thì ngài A Nan mới thắc mắc, nó ủa nếu mà ai chói sáng hết trơn vậy rồi, thế này thì mỗi người trả lời mỗi khác, vậy thì bây giờ nếu mà chúng con hỏi Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn sẽ thấy ai là chói sáng? Thì Đức Phật ngài nói rất đơn giản, vị tỳ kheo khi thức dậy biết rõ mình thức dậy, khi đi thấy rõ mình đi, khi mặc y mặc áo biết rõ mặc y, khi mang bát biết rõ mang bát, khi đi vào rừng avi vào làng khất thực biết rõ mình đang đi vào làng khất thực, khi đi khất thực về thấy rõ biết rõ chánh niệm tỉnh giác, khi tức là nói chung là cái vị tỳ kheo nào mà tại đây và bây giờ trong từng khoảnh khắc tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là tròn vẹn soi sáng chính mình, người đó mới là cái người mà chói sáng. Như vậy ở đây mình thấy rất rõ, thấy rõ cái rất rõ cái cốt lõi. Vậy thì bây giờ là mình tất cả giáo pháp của Đức Phật, mà Đức Phật ngài nói là Atta hi atano natho ko hi natho prosya, mọi người là nơi nương nhờ của chính mình, không nương nhờ ai khác. Đó. Khi mà thuần hóa được chính mình á, atana vasudante na na thang la pati dun la phang, thuần hóa ở đây tức là mình đã buông hết được tất cả những cái mà cái che lấp trói buộc á, thì lúc đó là nơi nương nhờ hy hữu. Cho nên rõ ràng là một Đức Phật đều nói là trở về chính mình để đọc là bài kinh của chính mình. Mà đọc á, thì không phải là không, cái bài kinh của chính mình không thể nào đọc đọc từ đầu đến cuối được, mà chỉ đọc tại đây và bây giờ thôi. Cho nên bây giờ có một người mà cũng không phải là học hết kinh luồng cái của thời Đức Phật Thích Ca, mà cả tam thế chư Phật mà đều thuộc lòng hết tam tàng của tam thế chư Phật ấy, thì cũng không bằng một người mà sáng suốt biết mình trong từng khoảnh khắc. Đó là lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là thầy tự bày đặt ra mà nói. Dạ, bạch thầy, Di Quyên xin hỏi là, dạ con kính đảnh lễ sư ông. Bạch sư ông, con nghe nhiều về thôi miên quay về tiền kiếp để chữa bệnh tâm lý. Con xin hỏi sư ông là việc này có nguy hiểm không ạ? Có khi nào bị mất hồn trong khi bị thôi miên không ạ? cái thôi miên mà cũng như là ông Edgar Casey đó, thì ông là chữa bệnh bằng cách là thôi miên một người. Mà cái này là ông đi trước
thì các nhà phân tâm học á, các phần nhân tâm học á, thì lại là sử dụng các cái giấc chiêm bao để mà biết được là cái người nó đang như thế nào, tình trạng của mình như thế nào. Thì ông Edgar Cayce thì ông lại thôi miên cho một người để cái người đó từ kể ra những cái quá khứ của mình. Có người kể ra tới 300-400 năm, 500-600 năm trước. Đó. Rồi ông mới liên hệ đến tất cả những cái nghiệp của người đó làm như thế nào, rồi ông để ông liên hệ đến cái bệnh của cái người này hiện nay là cái gì. À, từ đó, đó là ông mới điều chỉnh mà điều chỉnh mà là bằng thay đổi cái nghiệp, giúp người đó thay đổi cái nghiệp thì người đó lành bệnh mà không cần phải chữa thuốc. Mà trong khi đó trước đó đó thì chữa thuốc rất nhiều mà không bị mà không lành. À, thì cái điều này là thì để chúng ta học ra được cái điều thôi là có khi bệnh đó là do nghiệp của mình. Nhưng mà đừng có nghe nói nghiệp một cái là người cứ nghĩ rằng là do từ quá khứ hết trơn á. Mới sáng nay thôi này, là do nghiệp của mình mới sáng nay thôi này. Ví dụ như đi bất cẩn một té một cái cho nên bây giờ nó bị trầy cái chân. Thì đó là do cái nghiệp ngay lập tức đây này, chứ không phải là đừng nói hề nói nghe nghiệp nghĩa là nói trong quá khứ. Trong kiếp trước không phải vậy đâu. Đó, bệnh là do thiếu, thí dụ như mình thiếu, người ta đeo khẩu trang để cho nó khỏi bị virus, cứ đi chỗ này chỗ kia để cho bị nhiễm virus. Anh nói là ngay tại đấy, chứ không phải nghiệp là cứ nói là tại kiếp trước như thế này cho nên bây giờ tôi mới bị cái bệnh này. Nhiều khi là cái nghiệp do tại bây giờ thôi. À, nhưng mà nó là nghiệp. Do nghiệp là đúng thôi. Rồi hết giờ bây giờ. Chào mọi người.